cảnh báo nạn bắt cóc ảo gia tăng đối với các du học sinh tại Australia. Xin chào tất cả mọi người, chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đào Quang Trung. Dạo gần đây thì mình đã có đọc một vài các cái tin và một số bài báo nói về việc du học sinh đang du học tại Úc bị lừa đảo cũng như là tống tiền và bị bắt cóc. Nên hôm nay thì mình có làm cái video này để cảnh báo cho các bạn du học sinh cũng như là các bậc cha mẹ để ý và tránh gặp phải những trường hợp tương tự nhé. Hãy xem hết video này để biết được thêm chi tiết. Đầu tiên thì thực hư của câu chuyện này như thế nào? Theo bài báo mà Dân Trí vừa đưa tin á, thì thực trạng này bắt nguồn từ việc phương thức lừa đảo qua mạng. Và cảnh sát của bang New South Wales báo cáo rằng những vụ bắt cóc này thường nhắm vào những bạn du học sinh tại những thành phố lớn như là Sydney. Điều này thì đã gây ra rất là nhiều các cái thiệt hại nghiêm trọng về tài chính hay cũng như là tâm lý cho các bạn. Trong tháng 5 vừa qua thì tại đây đã có 4 vụ như vậy đã xảy ra. Và hình thức lừa đảo lại rất là tinh vi. Đầu tiên là những kẻ lừa đảo này sẽ giả danh các cơ quan có thẩm quyền như là đại sứ quán hay là cảnh sát để thông báo cho nạn nhân rằng họ đã phạm pháp và cần phải trả một số tiền lớn để tránh bị trục xuất và bắt giữ. Điều này sẽ cực kỳ nhanh chóng khiến cho những bạn học sinh tin vào điều này. Vì bản thân các bạn đang là một người từ nơi khác đến đây để học tập với một môi trường rất là xa lạ, các bạn sẽ không biết phải làm như thế nào. Và để có thể xác minh được đây có phải thật sự là thông tin đúng hay là không, nên rất dễ dàng tin vào những cái lời lừa đảo và tống tiền này. Qua hình thức lừa đảo này thì những kẻ lừa đảo sẽ bắt đầu từ việc đe dọa các nạn nhân để họ có thể rơi vào một cái tâm lý bất an và bế tắc, không biết phải làm sao để có thể giải quyết được vấn đề này tại một quốc gia mà khá là xa lạ đối với họ. Khi mà họ đang bị tống tiền thì để giải quyết được các vấn đề mà kẻ lừa đảo đưa ra như việc học đang phạm pháp một việc gì đó tại Úc hoặc các cái giấy tờ Úc của bạn đang gặp trục trặc, bạn phải nộp một khoản tiền từ khoảng 175.000 cho đến 250.000 đô, tương đương với gần 4 đến 5 tỷ đồng để có thể giải quyết được những vấn đề này. Sau đó thì họ có yêu cầu thêm những khoản tiền lớn hơn để giải quyết những việc này. Nếu họ không thể đáp ứng được số tiền mà bên lừa đảo đòi hỏi nữa thì họ sẽ bắt buộc phải chụp các tấm hình giả để giả vờ bị bắt cóc để có thể gửi về cho gia đình của các bạn nạn nhân để tống tiền chuộc lên đến 750.000 đô, tương đương với khoảng 17,6 tỷ đồng. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ với tâm lý của các bạn du học sinh tại đây khi họ sang bên này học hành ở một nơi xa lạ mà bản thân họ thì không có nắm rõ được và hiểu hết được những cái luật pháp ở quốc gia này mà mình vừa mới tới nữa, nên sẽ rất là dễ bị dính vào những vụ lừa đảo như thế này. Và một số bạn vì do quá ảnh hưởng về tâm lý thì cũng đã phải nhập viện vì điều kiện của họ không thể chịu đựng được. Sau khi với nhiều báo cáo được đưa lên thì chính phủ Úc cũng đã bắt đầu vào cuộc để điều tra vấn đề này. Họ cũng đánh giá các vụ phạm tội này có hẳn một tổ chức và xảy ra tại nhiều quốc gia khác nữa chứ không chỉ ở Úc. Họ đã cũng xác nhận rằng nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra trong quá trình du học sinh sinh sống và học tập tại nước Úc thì họ sẽ mời lên các cơ quan thẩm quyền để có thể làm việc trực tiếp. Chính phủ Úc cũng xác nhận rằng sự việc này đã bắt đầu có từ những năm 2020, nhưng sau đó khi đại dịch Covid kết thúc thì nó lại bắt đầu xuất hiện trở lại nước Úc. Qua câu chuyện ở phía trên thì chúng ta có thể thấy được một khía cạnh khác của việc đi du học tại nước ngoài. Chúng ta thường nói rằng bên nước Úc hay ở nước ngoài thì mọi thứ an toàn, an ninh sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng không phải nơi nào cũng sẽ là an toàn được 100%. Nhưng chúng ta phải biết tự đề cao, phòng tránh và cảnh giác cho bản thân mình để mình nhìn nhận thì bắt cóc và tống tiền là hành vi phạm tội cần được lên án và không chấp nhận tại trong xã hội này. Dù chúng ta ở đâu đi chăng nữa, chúng ta không thể bỏ qua cho những cái tổn thất về mặt tâm lý cũng như là tài chính và hậu quả tàn khốc mà những hành vi này gây ra cho những người bị ảnh hưởng. Và không chỉ riêng ở Úc mà bất cứ đâu cũng vậy, việc cảnh giác với những việc như thế này thì là cần thiết. Từ sự việc ở bên trên, mình mong muốn cảnh báo cho mọi người về các cái nhận thức về sự việc này cao hơn, tự trang bị cho mình một vốn hiểu biết nhất để phòng tránh. Và các bạn cũng đừng ngần ngại hỏi những người xung quanh mình phương hướng để giải quyết, và đừng nghe lời những kẻ lừa đảo bên ngoài. Nếu như bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like và để cho nhiều người biết tới kênh của Đào Quang Trung hơn, và đồng thời các bạn cũng sẽ cảnh giác hơn về điều này. Cũng như là đừng quên đăng ký kênh YouTube của Đào Quang Trung để theo dõi được những thông báo mới nhất và những video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Đào Quang Trung. Và nếu như bạn yêu thích video này, hãy cho mình một like, một share
và bấm vào vòng tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh của Đào Quang Trung. Và cùng comment để bàn luận thêm về các chủ đề mà bạn quan tâm. Mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn.